Ngày 8 tháng 4, Tòa án quân sự khu vực quân khu 9 mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hành hung đồng đội xảy ra tại Đại đội Bộ binh 6, Tiểu đoàn Bộ binh 519, Trung đoàn 893, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang. Theo cáo trạng từ Văn Nghĩa, Vương Phước Tự, Nguyễn Hữu Nghĩa, Thạch Minh Trí, Phạm Ngọc Nghĩa và Lê Văn Vĩnh đều là chiến sĩ Đại đội Bộ binh 6, Tiểu đoàn Bộ binh 519, Trung đoàn 893, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang. Tháng 11 năm 2020, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị từ văn nghĩa vương phước tự nguyễn hữu nghĩa và lê văn vĩnh cùng với một số chiến sĩ khác tự ý trốn khỏi doanh trại để tổ chức uống rượu khi bị cấp trên phát hiện và yêu cầu giải tán trở về doanh trại thì các bị cáo đánh cấp trên dù được can ngăn các bị cáo trên tiếp tục cùng thạch minh trí và phạm ngọc nghĩa tấn công cấp trên và đồng đội gây thương tích sau khi xem xét các tình tiết hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo từ văn nghĩa ba năm sáu tháng tù nguyễn hữu nghĩa hai năm sáu tháng tù Vương Phước tự 2 năm 3 tháng tù, Thạch Minh Trí 2 năm tù, Phạm Ngọc Nghĩa 2 năm tù và Lê Văn Vĩnh 2 năm tù về tội hành hung đồng đội theo điểm B khoảng 2 điều 398 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.